về Cần Thơ là phải thử làm hủ tiếu ngọt. Hello Tiên nè mấy bạn, cùng mình trải nghiệm làm hủ tiếu tại chợ nổi Cái Răng. Hôm nay mẹ sẽ vào bếp, bếp nha các con. Đổ giữa. Đổ hết luôn hả? Ừ. Rồi chén cho em, chén mẹ lên. Chén cho em con. Nhớ rồi, cũng sao cũng không biết. Rồi, 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 đẹp rồi, đẹp rồi. Trời. Mặt tươi lên coi. Cho mặt tươi lên, để cái cười lên tao. Ủa? 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 Gì vậy? Ông công ông táo ơi. Ủa hộ con. Đừng làm con mất mặt. Là phu. Là phu. Là con mong biết nhé. Si la su phát là sẽ cần mong biết. Wow. Mọi người nhớ tới đây thử nha. Vui lắm đó. Bye.